con trai chững chạc, phải điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con thì ngoan. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau cho đối phương mình cùng nghe nha. Dạ, đầu tiên thì chào anh Huyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường và bạn nữ cùng chơi. Thì em là Đặng Hoàng Phong, năm nay em 26 tuổi. À, em làm bên mạng thu mua. Thu mua. Rồi, nhân thu mua cái gì? Cái gì mua được và công ty cần, người ta bán, em mua. Đúng. Thậm chí người ta không bán, em cũng mua được. Lành quá. Em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Thì em là Tạ Thị Bích Ngọc, năm nay em 25 tuổi. Em là nhân viên bất động sản. Thì cũng giống như vậy thôi, bạn kia làm mọi giá để người ta mua bán qua lại với nhau. Bạn làm mọi giá để mua cho nó giá nó rẻ, bán ra giá mắc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mình quê ở đâu bạn? Em thì em quê ở miền Tây, tỉnh Tiền Giang, ở huyện Chợ Gạo. Nghe nó Chợ Gạo nhưng dưới toàn là trồng ớt không à? Thực ra là nó có những cái vùng, có vùng thì chuyên trồng ớt, có vùng thì chuyên trồng gạo, và có vùng chuyên trồng thanh long. Gạo có trồng được hả? Trồng lúa sai ra gạo. Nó tắt là trồng gạo để nó liên với cái chợ gạo á anh. Lành thì ghê luôn. Lành lắm, làm cái gì mà lành vậy? Dữ làm sao có người yêu được bạn? Thực ra em cũng không hiểu tại sao em không có người yêu. Có thể là do em lanh quá chăng, hay là do mọi người đã nghĩ em có người yêu rồi cho nên là... Cũng có thể nghĩ là có người yêu rồi, không ai gọi là dám đúng không? Em có thích người đàn ông nói nhiều không? Không thích lắm. Không thích lắm. Tại vì em cũng nói nhiều rồi. Nhiều khi công việc người ta bắt buộc phải nói. Thì mình chỉ nói công việc thôi. Còn nếu mà bình thường mà mình nói nhiều quá, em nghe nhiều em mệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì 2 ạ. Mối tình đầu thì hồi đó em còn trẻ con. Mối tình sau thì do em nóng tính, độc đoán quá. Là sao ví dụ? Em hay thích điều khiển bạn trai á. Bạn trai bên kia nghe cái điều khiển bạn trai thì em cảm nghĩ như thế nào? Dùng từ điều khiển thì em nghĩ là nó đã hơi độc đoán rồi. Ví dụ như có thể là hay hướng dẫn hoặc là hay chỉ bảo hoặc là hay gì đó thì được. Chứ còn hay điều khiển thì em thấy là... Chỉ bảo chỉ bảo mà được hả? À không, ý là khuyên rồi hướng dẫn cái gì đó mà không biết, ví dụ như vậy. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cơ bản thì là không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không anh. Tại em cũng nóng tính rồi. Em thích con trai chững chạc, phải điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nuôi con thì ngoan. Cái này chị nói nghiêm túc nha. Chị cũng đã từng giống như em vậy cho nên đến giờ chị vẫn ở một mình. Mình tự tin cho bản thân mình quá. Nhưng mà đàn ông là dù mình có cỡ nào cũng phải núp bóng dưới bóng đàn ông. Thì chị khuyên em vậy, chị cũng chưa chắc làm được. Vậy bởi vì em còn nhiều cái cơ hội, cái tương lai. Như chị thì là ế rồi. Họ chỉ thích thôi, tới họ quen chơi thôi. Mà để lấy làm vợ họ lại không dám. Đó là chị một lời khuyên chân thành. Ủa nhưng mà sao nặng gì đâu có đâu, anh thấy cũng bình thường mà Tường. Cái từ ngoan này nó không phải là bao gồm là phải nói cái gì phải nghe cái đó. Tức là ngoan trong ngoặc kép đó. Chứ không đến nỗi là phải như con mình phải ngoan dạy cái gì bảo cái đó, không phải. Biết làm việc nhà. Biết không? Thì việc nhà thì nó đơn giản quá, ai cũng biết. Chẳng qua là làm hay không thôi. Quan trọng là cái đó. Chẳng qua là không thích làm thôi. Chính xác. Rồi gì nữa bạn? Trong cuộc cãi vã thì phải nhường em. Còn nếu mà sau đó thì có thể nói lại thì em có thể nghe. Chị, như em chưa giới thiệu quê em ở đâu? Em thì gốc ở Thái Bình, nhà em chuyển hết vào đây rồi. Bạn trai mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn gái mình là người như thế nào không bạn? Em thích cái vẻ đẹp mà nó truyền thống một tí. Tin quá, em không thích cái dạng đó lắm. Cái nó truyền thống, nó đậm thấm, nó dịu dàng một tí thì nó hay hơn. Em thích cái mẫu như vậy. Ngoài cái việc mà không thích hút thuốc ra thì bạn còn không thích điều gì ở người bạn trai mình? Trai gia trưởng. Có gia trưởng không? Thì em không có gia trưởng đâu. Nhưng cũng thích điều khiển chút đúng không? Tại em thấy bạn nam bên đó không nói về cái vấn đề làm việc nhà mà có vẻ có nghe có vẻ nhát, lười á. Công việc mà bạn ấy hay làm á thì bạn sẽ nói khác. Cái này có vẻ như là bình thường bạn không làm việc nhà. Điều gì nữa? Rộng lượng một chút. Tại vì em thì hay đi chơi bạn bè. Em cũng hay uống rượu. À uống bia. Hả? Uống được nhiều ít. Độ 5 chai. 5 chai là dữ rồi đó. Tôi uống 3 chai là tôi xỉn quắc rồi. Đừng có kiểm soát em mấy cái đó. Em đòi kiểm soát người ta mà em không cho người ta kiểm soát em. Thì vậy mới khó đó chị. Trời ơi. Rồi lấy nhau về chồng ở nhà làm việc nhà, vợ đi nhậu hả? Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi nữa. Cũng nặng à. Nghe chưa, nãy giờ nghe không? Sợ không? Sợ không? Ngại thôi chứ sợ thì không. Bạn này không sợ đâu, bạn này bản lĩnh lắm á. Biết nhậu không? Em nhậu kém lắm. Mấy chai? 2 chai. Rồi xong thì thôi, ở nhà làm việc nhà đi nha. Rồi người ta đi nhậu đừng có kiểm soát nha. Mày không làm việc nhà. Có ghen không? Nó tùy theo tình huống thôi. Mỗi tuần cho vợ đi nhậu với bạn bè ở ngoài một đêm, chịu không? Một đêm. Không, xỉn thế, về nhà ngủ nhậu tới 11, 12 giờ về. Thì nói chung mà em biết nhậu với ai và nhậu như thế nào thì không vấn đề gì cả. Bây giờ ví dụ nè, bạn gái hẹn với mình nhưng mà đụng cái công việc đột xuất có hẹn với khách hàng nên bỏ bạn đi gặp khách hàng nam. Không vấn đề gì cả. Đùng cái bạn đi chạy dọc đường bạn thấy hai người đang chở nhau,
còn đi đâu thì không biết, bằng công lượng công việc hay là gì không biết, thì bạn xử trí trường hợp nó như thế nào? Nếu em có thời gian em sẽ đi theo. Mà đi công việc đi theo làm chi? Chắc gì đi công việc chị, không phải là không tin tưởng, nhưng mà ví dụ như có thời gian thì mình cũng rảnh, làm đâu làm gì đâu mình đi theo, còn mình có việc thì mình đi coi cái việc của mình. Lành quá. Bạn đi với ai? Người em họ của em, chơi chung từ hồi ở trường tắm mưa tới bây giờ luôn đó. Trời. Sao anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ? Ban đầu vừa gặp chị Ngọc em nghĩ là anh Phong sẽ thích, nhưng mà sau đó có thời gian thì em nghĩ sẽ có xung đột nhỏ. Lý do? Theo nãy giờ em quan sát và theo cảm nhận của riêng em á, thì em thấy là chị Ngọc ở đây khá là kỹ tính, còn anh Phong em nghĩ cũng là người kỹ tính. Kỹ tính không phải là theo tính gia chủ, mà anh có chủ kiến của riêng mình. Anh mà đã quyết định rồi á thì hơi bị khó thay đổi. Nhưng mà bù lại một chuyện là anh của em rất là hòa đồng và nói chuyện như chị thấy nãy giờ là rất là tự tin. Và đặc biệt là anh rất là hài hước và vui vẻ. Đây là điều em bảo đảm ạ. Thế hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với bạn bạn thân từ cấp 3. Dạ em chào chị Quyền Linh, chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào chị. Theo như kinh nghiệm em chơi với Ngọc từ gần 10 năm nay á, tính của bạn nam có vẻ như là không có có sự thích hợp mà hoàn toàn đối với Ngọc á, vì Ngọc thật sự là tính hơi trẻ con. Đôi khi không phải là trong cái cuộc cãi vã Ngọc muốn thắng hay là thua, mà lúc đó Ngọc chỉ cần một người nhường mình thôi. Hồi nãy Ngọc có bàn đến vấn đề mà uống bia uống rượu á, thì em nghĩ là thứ nhất là do mối quan hệ bạn bè rộng, thứ hai là do cái công việc tính chất của bạn nữa. Ngọc nói Ngọc uống như vậy nhưng mà Ngọc luôn biết giới hạn của mình, thì những cái người bạn trai trước á, thường là không có sự thông cảm á. Các bạn nam bên đây cần phải có sự thông cảm hoàn toàn. Có cái tình huống mà hai người đi như vậy mà bạn đó, bạn nam này đi theo á, theo tính Ngọc mà Ngọc biết đi theo như vậy, Ngọc rất là giận. Hai bạn có vẻ như cũng cá tính quá mạnh. Em sợ là trong trong những cái cuộc cãi vã mà hai cá tính mạnh gặp phải nhau á, thì nó va vào nhau và nó văng luôn. Vâng, cảm ơn em. Đúng là bạn thân. Bạn thân quá ha. Một nói, bài phân tích đầy đủ. Cho em nói một vấn đề nhỏ. Từ nãy đến giờ em bức xúc em không nói được, em bức xúc. Là ví dụ như trong cuộc cãi vã mà em cảm thấy cái tình huống đó mà là không đi đến đâu, em chắc chắn sẽ là người nhường trước. Thường nói rằng là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng trong lý thuyết thì nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Biết đâu với ánh mắt nhìn của hai bạn thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Hai người này là cá tính quá giống nhau, cho nên chứ không phải là không giống đâu, không phải trái ngược. Chào bạn, rất là xinh. Rất xinh. Càng hiểu nhau sau này thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Rất dễ thương. Và bây giờ sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Các bạn sẽ có thời gian để nhìn thẳng vào mắt nhau, để tìm hiểu về nhau trong 2 phút. Bắt đầu. Đầu tiên anh cũng món quà tặng cho em. Rồi em cảm ơn anh. Sau khi gặp anh thì em có cảm thấy khác với những gì mà em đã nghe anh nói không? Cũng hơi khác chứ, nhìn mặt anh hiền. Thực ra thì anh cũng bình thường cũng ít nói lắm, chứ không có nói nhiều như vậy đâu. Lâu lâu thì nó điên lên nó mới nhiều thôi. Cái quan điểm của em về cái việc mà hôn nhân của hai người thì như thế nào? Hai người đương nhiên là phải chung thủy rồi, bên lại phải có sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Bên ngoài thì nhiều khi em thể hiện nó mạnh mẽ với lại có thể là hơi dữ dằn nhá, nhưng mà thực ra thì em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết. Có thể gọi là hiền ấy. Anh có phải là người quá sạch sẽ không? Thôi, cũng bừa bộn đó. Nên bừa bộn có được. Được, hai người bừa bộn nhưng bừa bộn mức độ thôi. Còn quá nếu thì, em bừa bộn thì hai vợ chồng đều bừa bộn hết thì nó hơi căng. Thì chắc chắn là phải dọn rồi, chứ không thì hai vợ chồng đều xả thì ai dọn bây giờ? Thì nếu mà lấy xong thì sẽ ở đâu ạ? Anh nghĩ là ở Sài Gòn. Nhưng mà trước mắt thì vẫn ở trọ đúng không ạ? Đúng rồi. Yeah. Bây giờ nhà bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như bạn nữ đặt ra vấn đề ở rể đó, em thấy được không? Thì ở nhà vợ thì có vấn đề gì đâu, hai vợ chồng thì ở nhà vợ có vấn đề gì đâu. Ở rể cũng bình thường mà, anh cũng ở rể mà có gì đâu. Dạ đúng rồi. Ở rể mình phụ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi giặt giũ rồi tắm rửa con cái rồi mua đi chợ búa, bình thường anh làm hoài gì đâu. Em nghe có vẻ giống như là cái nghề nghiệp luôn rồi. Ừ, anh thuộc nghiệp anh rồi. Nghề ở rể. Vấn đề chứ. Hết thời gian các bạn. Dạ rồi. Phải quyết định đúng đắn. Hẹn. Đặt ta ra sau nút đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hai cùng bấm không bấm. Xin mời bạn. Tại sao bạn nam lại không bấm? Em nghĩ là cái phù hợp về tính tình là nó quan trọng nhất. Em nghĩ là có thể là
khi gặp nhau bạn nữ đây đẹp dễ thương, có thể làm say nắng giai đoạn ban đầu thôi. Còn bạn nữ tại sao em lại không đồng ý? Anh có vẻ khó điều khiển. Đúng rồi. Cá tính mạnh quá. Chúng ta đã có quyết định rất là đúng đắn, nói gì thì nói. Cái điều hết sức là quan trọng, chúng ta đây không phải là chỗ để hẹn hò thử hay là chơi, mà chúng ta đi đến những cái điều xa hơn nữa. Khi bấm nút các bạn suy nghĩ như vậy thì tôi rất là hoan nghênh điều đó. Dù sao nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình càng sớm càng tốt. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoảy mũi. Đôi khi mỗi người có cái tôi nhiều quá, thể hiện nhiều quá. Trong tình yêu cũng không cần phải thể hiện nhiều lắm, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã đủ hiểu rồi. Ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Anh à, mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ sau bức màn. Em tên là Trần Đăng Tùng. Hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh bên lĩnh vực báo giá. Báo giá tức là kiểm tra giá xong rồi báo cho khách hàng. Không, tức là em làm ở trong cảng cả Sài Gòn bên quận 2 bên Cát Lái á. Khi mà container nó vào nó có hư hỏng gì, em là người ghi lại cái hư hỏng đó. Còn nó không hư hỏng thì thôi đúng không? Nếu nó không hư hỏng thì thôi. À, tức là khi người ta nhập hàng vào mình kiểm tra rồi báo thôi. À, đơn giản như vậy. Mình bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28 tuổi. Quê ở đâu bạn? Dạ em quê Thanh Hóa. Rồi, bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình. Em tên là Trần Thị Minh Trương ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên ngành về thiết bị vệ sinh. Quê em thì ở Quảng Nam ạ. À, làm thiết bị vệ sinh hả? Những thiết bị trong nhà tắm hay nọ chị. À, bếp nhà tắm dạ. À, mình có những sở thích gì? Em thích nấu ăn. Sở trường của em là cắt bún gỏi và em nấu mì Quảng á chị. Ồ. Tại đặc sản của quê em. Đúng rồi, Quảng Nam ha. Em cũng rất là thích đi du lịch, đặc biệt là rất thích biển ạ. Em cũng mong muốn là sau này em với người yêu đi được nắm tay đi dạo biển ạ. Trời ơi, lãng mạn quá. Sao bạn thích nắm tay đi dạo biển với bạn gái không? Dạ em cũng thích biển, cũng thích ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một người bạn thế nào? Thì bạn nữ là nhẹ nhàng, dễ thương, biết quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu có thể thì biết nấu ăn một chút thì tốt. Rồi, thôi, bạn kia thích nấu ăn rồi đó. Biết nấu ăn ngon. Ừ. Mình tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, bạn nam là cao từ 1m67 trở lên. Chung là gương mặt thì ưa nhìn, không mập không ốm. Bạn nam là phải biết tự lập, có chí cầu tiến, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn trai nghe những cái tiêu chuẩn đó thì bạn cảm nhận mình được đạt được bao nhiêu phần trăm? Tự lập. Có tự lập. Có tự lập. Đúng rồi, bạn muốn mình mà. Đúng rồi. Từ khi mà học phổ thông thì bắt buộc là phải tự lập nhiều rồi. Gì nữa? Tiêu chuẩn cao quá hả anh? Không có, mà là chỉ nghe nhớ được là có tự lập thôi. Còn mấy cái tiêu chí kia là... Em cao 1m mấy? Chưa nghe hết, chưa nghe hết. Đúng hết. Em cao 1m68. Dư được phân. Dư phân. Quan tâm đến người xung quanh, gia đình. Cái đó thì là em sống cũng tình cảm, nhưng mà có một cái nhược điểm là không biết thể hiện nó không thể hiện ra ngoài đúng không? Đúng rồi, mình giữ trong tâm thôi. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc, tại vì em bị dị ứng với cái mùi thuốc á, em không có thể ngồi bên đây không có hút thuốc. Dạ. Thứ hai nữa là phải gọn gàng, ví dụ như là đi làm phải quần áo là phải ủi, rồi tóc tai thì ví dụ râu đi dài thì phải cắt cạo đi. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có râu. Gọn gàng, quần áo ủi, trai sạch sẽ. Còn gì nữa không? Khi mà em nhìn á, ánh mắt đầu tiên của em nhìn em có cảm tình là được rồi ạ. Cũng đơn giản, mặc dạ. Dù đưa ra nhiều tiêu chuẩn nhưng mà cái câu kết là khi nãy mình dạ, nhìn đúng thấy được là được. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Thì em cũng là một người rất là tự lập, em rất là năng nổ và nhiệt tình. Em thích nghe nhạc và thích hát. Bây giờ em có thể hát một câu. Dạ được. Xa hơn dấu vết cõi tình đau thương mênh mông, qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịt mùng, dàn đôi tay ngon đó yêu thương đàn về, và từ đây ta tự coi mê. Nghe dân Thanh Hóa hát nè, mời em. Sở thích của em là em thích nghe nhạc dân ca. Xin tặng mọi người một bài dân ca. Dân ca. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông
Giọng họ dễ thương. Thôi được rồi, đủ rồi. Quên mất rồi. Gì vậy trời? Bạn bên đây hơi là rung. Tôi nghĩ rằng cái cá tính hai người thì bạn bên kia bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, vậy mà em có những khuyết điểm gì? Tính em cũng rất là thẳng và cũng hơi nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so bình thường. Còn mức độ mà nặng hơn, cao hơn á, thì em sẽ không nói nữa. Em ngừng, im im lặng và em bỏ đi ra ngoài. Em chào anh ạ. Mức độ là cao nữa, tôi làm căng thẳng lên nữa rồi sao? Không, tới cao là em đã đi rồi, là anh không làm được gì nữa đó. Kéo tôi là kéo lại luôn. Anh kéo kéo em cũng im à. Tới mức là em im mà không ai làm được gì em nữa đâu. Được. Cô dạ. Rất là chững chạc. Dạ. Thường ấy, hiền lắm. Cái này mới quan trọng nè. Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Biết. Ở Hà Tĩnh hả anh? Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Chuẩn bị xây, thiếu tiền xây, hùng vô xây. Gì vậy trời? Em thì em thích người rồi đó, gọi là mạnh mẽ một chút, làm em sợ. Làm em sợ làm chi? Có người chỉ bảo em thì em ngoan hơn. Anh này không biết chỉ bảo đến hỏi chỉ bảo được nha. Anh khoe là em hiền, em mới mua đất đúng không? Hay lắm, anh biết không à. Ủa nó chơi có thiệt hả? Có thiệt. Đất đâu vậy? Dạ có chín chứ. Mà có tiền đất rồi là có tiền xây. Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu, 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Ừ đó, đừng có nghe lời Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Trời ơi cô ơi, từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng. À mình không thích cái điểm gì á người bạn gái? Lụm thụm. Lụm thụm. Tức là không gọn gàng. Bên kia gọn gàng sạch sẽ, không ở dơ, yên tâm. Còn gì nữa? Không phải là cần là đẹp lắm nhưng mà nhìn được. Bên kia hơi bị được. Cái từ được thì nó rộng lắm. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Như ca sĩ Minh Hằng. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoáy mũi. Nghiến răng thì ngủ hay là bình thường? Ngủ lúc ngủ á. Ngủ thôi không biết thôi. Nhưng cái chuyện ngoáy mũi là mất lịch sự lắm, đôi khi nói chuyện người ta cứ không. Em ngoáy khi mà có một mình em. À thì được. Thì ai thấy đâu. Chứ đừng có đứng trước mặt ta, về gặp bà già vợ cái ba sao giờ ba. Yên tâm, cô kiểu điều khiển được, tôi biết mà. Được không? Được rồi. Em có đi với ai không? Có, em đi với hai chú em. Chú ruột hả? Dạ. Tôi chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Tôi là và chú Viên này là chú ruột của cháu Tùng. Hôm nay thì cháu có nói là chú hôm nay chú đừng xuống cơ quan nữa. Chứ vì hỏi cháu là tại sao lại không xuống cơ quan nữa. Và hôm nay cháu có vợ rồi. Tôi có nói một cái là bờ mới hôm nay có vợ rồi thì chú cũng không đi làm nữa. Gia đình cháu thì cháu là con một. Bố năm nay đã về hưu vừa rồi. Em bố mẹ thì cũng trông cho cháu là có vợ thôi. Chú thấy là cô bên này cũng được. Còn là làm sao các cháu sống với nhau mà phải có cái tình cảm. Thứ hai nữa là phải thương bố mẹ, vì nhà cháu có mình cháu thôi. Chứ nếu không may mà lấy những cái cô mà cháu hiền quá, đâm nhiều khi cô nó sai, mất lòng bố mẹ. Nên chú thấy cái này là quá tốt rồi. Bao nhiêu năm cháu vẫn bơ vơ một mình rồi. Còn nếu như cháu bây giờ mà cháu đồng ý thì cháu tổ chức cưới. Chú lo. Thì chú cho hết tiền bia. Hay ôi quá. Ôi trời ơi, tốt quá. Đó, chú cho hết tiền bia. Đất thì là tôi đã mua cho sẵn rồi. Cũng đang chuẩn bị, nếu như cháu chỉ cần ưng ai là chú sẽ cho vay tiền làm nhà. Rồi, ngon luôn. Chú thấy thế là đẹp quá rồi. Rồi, cảm ơn chú. À, bạn em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu với lại những người bạn của em nữa. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyên Linh. Lúc nãy bạn Trương có nói là bạn có nóng tính. Bạn nói nóng tính thì hơi bị quá. Là bạn thẳng tính thôi. Bề ngoài bạn thì bạn rất là sôi nổi. Nhưng mà là trong bản chất của người bạn á thì rất là sống rất là tình cảm. Người thân trong gia đình quan tâm rất là nhiều. Bạn Tùng này thì hiền. Thấy chăn chắc. Theo ý em thì hai bạn nên cho nhau cơ hội. Nên bấm nút đi. Đó là những ý kiến rất là chân thành của những người thân của ổn mình đó. Bây giờ phần còn lại đó là quyết định do của hai bạn. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Mình có 2 phút để nhìn thẳng vào mắt nhau bạn nha. Bây giờ bạn tưởng tượng người phụ nữ phía bên kia bức rèm như thế nào. Tưởng tượng đi. Không biết nói sao. Không, thứ nói đại đi, tưởng tượng sao nói vậy. Cao. À, cao. Nghe giọng nói có vẻ thanh thanh. Thanh thanh. Không mập lắm. Ừ. Tóc dài ngắn. Nghe giọng nói mà biết cao cao. Tóc ngắn. Trời. Hai ba nhào vô ôm hôn liền nha. Hay vậy ta. Bắt đầu. Chào anh ạ. Trời, cậu chú với nhắc tuồng cái đem qua. Anh chờ tới em cũng có quà. Mừng ngày gặp mặt ạ. Cảm ơn anh em. Dạ. Quan điểm của em là như thế nào về tình yêu?
là em yêu chân thành và nghiêm túc, thì mình nên thẳng thắn chia sẻ và là mình bộc lộ hết tất cả tính cách của mình ra như thế nào để đối phương hiểu được và biết được có chấp nhận được hay không. Đang tìm hiểu thì cái đối phương của mình có những cái đặc điểm hay là những cái tính mà bản chất mình không cảm thấy là không thích, thì lúc đó anh sẽ muốn cái bạn, cái đối phương của mình á, sẽ thay đổi theo ý của mình, hay là anh lại học cách, bản thân anh sẽ học cách chấp nhận những cái tính đó. Tức là trao đổi để cả hai bên cùng thấy nó hợp lý là được, còn cứ không nhất thiết là phải theo một người nào đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Dạ, nói chung là em cảm thấy có nắng rồi. Bạn trai cảm nhận như thế nào? So với cái trí tưởng tượng của em thì cũng không khác nhiều lắm. Anh thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn ạ? À? Anh thích con gái tóc ngắn hơn. Dám nói tóc dài à? Em có muốn nói gì với hai chú trước khi mình quyết định không? Đầu tiên thì con gửi lời chào hai chú, nhưng mà về thời gian thì con nghĩ phải có tiếp xúc thì con mới hiểu hơn về cái gia đình mình hay là như thế nào, tại vì khác vùng miền á. Chú có nói trước mắt thì chú thấy các cháu là được rồi, chú động viên các cháu. Về sau khó khăn như thế nào thì cũng có các chú ở đây cả. Các chú quân đội mà hiện tại bây giờ chú đang công tác ở bên quân đội. Tùng là lính của chú, vừa là cháu mà cũng vừa là lính. Tùng thì nó rất ít nói, cho nên là cháu cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đấy. Chủ yếu làm sao các cháu cảm thấy hợp được. Từ nay đến cuối năm các cháu cảm thấy chỉ thông báo sớm một câu là chú gọi bố với mẹ vào thôi. Bây giờ bố mẹ ở có mình ngoài kia, trông coi cả một cái gia tài ngoài kia, không có ai cả. Dạ, cảm ơn chú. Rồi đó, ổn rồi đó. Thấy các chú cũng quyết liệt lắm rồi đó. Quá vững chắc. Đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò, đó là quyền quyết định của hai bạn. Sau 3 tiếng đếm. Chú là chú muốn có vợ lắm rồi đó. 3 2 1 Hết thời gian. Chú cứ lo là em không bấm. Chú lo lắm, chú sợ không bấm mà. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi bạn. Đấy, mạnh mẽ lên. Người mình người lính mà, đúng không? Đây, gửi tặng hai bạn món quà của Sao Mắt Y5. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim của bạn muốn hẹn hò. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn thuốc nha. Với một bầu không khí rất là hân hoan, rất là hào hứng, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để đón hai chàng trai của chúng tôi. Wow. Trời ơi. Ngon lành, ngon lành. Ổn định chỗ ngồi đúng không chị? Hả? Ổn định chỗ ngồi chứ? Ổn định rồi, ổn định rồi. Vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái của tôi xuất hiện. Các chàng trai nhìn về phía trước nha. Hai cô gái cực kỳ dễ thương. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nha, mời chàng trai ở ghế màu xanh. Hãy giới thiệu trước. Anh rất nhớ vào một ngày nắng hạ. Wow. Giường nhà em xanh, xanh biết dọn mùng tơi. Ta trao nhau với chiếc hôn chờ đợi. À em quên. Hôn luôn cũng được. Dạ, em hôn. Dạ. Hôn cho chị đỡ ế. Ôi buổi hẹn đầu, lưu luyến mối tình thơ. Làm chị thơ. Hai chị là mối tình thơ nha. Oh yeah. Chị mới được hôn tay nha. Hên, biết đâu mấy chục năm không ai hôn, nay có người hôn hên. Rồi cảm ơn em. Rồi cuối cùng là em tên gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và cũng như là anh Hứa Minh Đạt. Cũng như là hai bạn nữ bên kia cũng như là người thân của hai bên gia đình. Tự giới thiệu, em tên là Trần Tấn Tâm Minh, 36 tuổi. 36 tuổi? Dạ. Thấy con trẻ quá vậy? Tưởng chừng 30-32 thôi. Dạ. Hiện tại thì em đang phụ chị kinh doanh mỹ phẩm cũng như là nhân viên giao hàng luôn. Dạ. Là coi như là làm shipper đi giao luôn. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, cũng khoảng 2 năm rồi chị. Vậy trước 2 năm thì làm công việc gì? Trước 2 năm thì em làm nhân viên văn phòng công ty Mai. Rồi. Mời bên kia. Cô gái ghế màu xanh, tự giới thiệu về mình đi cơ. Dạ xin chào mọi người, em tên là Bùi Thanh Quỳnh Như. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Tân Bình. Còn công việc hiện tại của em là em
là nhà văn, em viết nhạc. Hiện tại em đang theo đuổi con đường diễn giả. À, em ơi, mà em viết được nhạc nhiều chưa em? Dạ em viết cũng khoảng tầm được mấy bài thôi chị ơi. Mấy bài hả? Dạ. Có ca sĩ nào hát những nhạc phẩm của em chưa? Dạ rồi ạ. Ví dụ một hai bài cho chị biết coi, ca sĩ nào hát? Ví dụ như là bài Đơn Côi của chị Trương Quỳnh Anh ạ. Wow. Ôi, mới có mấy bài mà đã được ca sĩ nổi tiếng hát rồi hả em? Dạ, cái bài đó là bài đầu tay của em luôn ạ. Quá tuyệt vời. Em viết nhạc rồi, em viết sách rồi, em hát được không? Sao mình không hát nhạc phẩm của mình luôn thử? Tại vì em thấy là em hát nhạc của em nó dở chị. Đâu, hát thử một đoạn chị nghe thử coi nè. Vậy thôi em hát bài Đơn Côi luôn đi ha. Đơn Côi luôn, rồi. Dạ, rồi. Ngồi trên cao ngắm sao đêm nay chợt thấy tôi lòng buồn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi để lại trong tôi niềm nỡ đau. Đêm khuya than vang chỉ mình tôi ở đó để chờ sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu. Đây nha, cho em biết là bên đây có chàng trai hát được nhạc của em. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên. Biết đâu hôm nay hai bạn hợp nhau. Rồi, trước mắt là như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, hai trong một mới. Làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nãy giờ ngồi cười hoài, em tự giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Tô Thị Thanh Hiệp. Em sinh sống ở Quảng Ngãi nhưng mà em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động công việc chính của em thì là marketing tại công ty. Marketing về mặt hàng gì? Dạ, chuyển giao công nghệ và đào tạo thẩm mỹ. Thực ra thì công việc hay vui vui của em hiện tại em đang hoạt động thì có làm bác sĩ một chút tâm lý cho một số mọi người. Rồi em sẽ đưa em cái lời khuyên tích cực cho anh ta. Dạ, thì thường thì công việc đó em thấy em thích nhất, nó làm hạnh phúc hơn. Bây giờ mời em trai. Dạ. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Văn Phúc ạ. Em sinh năm 1988 ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Nam Định ạ. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là giáo viên ạ. Giáo viên dạy về gì, cương cấp mấy? Dạ thưa chị là em dạy toán cấp 2 ạ. Thầy giáo trẻ đẹp trai ha. Dạy toán luôn. Ở trong thành phố này là mình ở với ai hay là tại nhà mình vào đây luôn? Dạ thưa chị là em ở dưới Hóc Môn thì em ở một mình ạ. Còn em có một anh trai cũng đang là giáo viên dạy ở trường Trung học phổ thông Bình Chánh ạ. À là mình có hai anh em thôi hả? Dạ không, nhà em có bốn anh chị em ạ. Có một anh trai nữa là sinh đôi với em ạ. Ôi vậy hả? Sinh đôi luôn. Dạ. Rồi tôi thấy tôi hiểu rồi. Bây giờ sẵn hỏi luôn là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em có thể là em không biết hút thuốc ạ, không có biết nhậu ạ. Không biết hút thuốc, không nhậu, thầy giáo chuẩn mực. Em biết chơi thể thao ạ. Môn gì? Dạ môn gì em cũng biết chơi nhưng không được giỏi ạ. Em biết nấu ăn ạ. Bây giờ mình còn có cái gì trong người mình cảm thấy ngay còn cái gì là gọi là cái khuyết điểm của mình chưa? Khuyết điểm của mình. Dạ khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều ạ. Như là em hay nói chuyện với bạn khác giới thì em hơi nhút nhát một xíu. Em hay ngủ nướng. Ngủ nướng là có trễ giờ dạy không? Dạ không ạ, vì em chỉ ngủ những cái ngày như là thứ bảy chủ nhật. Khi mà không có tiết, em biết chắc là không có tiết thì em sẽ tắt báo thức và em sẽ dậy muộn hơn một xíu. Đã luôn ha. Rồi mời bạn nữ. Trước khi mà anh hỏi thì em nhìn hai người đàn ông ở dưới, một người áo sơ mi và một người áo thun, thì em mường tượng anh chàng sinh đôi là anh nào? Anh cho em mượn cặp kính cận thì em không thấy đường. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đó, theo cái giọng nói và em mường tượng đó là anh chàng áo sơ mi hay là anh chàng áo thun? Em nghĩ là cái anh áo xanh á. À, hai người áo xanh luôn, áo sơ mi, áo thun. À em nói áo sơ mi. Áo sơ mi đúng không? Cái gu đó em thích không? Dạ chắc tại anh cười nhiều quá nên em thích. À là thích. Dạ. Rồi giáo kiến. Bây giờ nè, thế mạnh và thế yếu của em. Thế mạnh và thế yếu của em là nó nhiều. Ví dụ như trong công việc là lâu lâu em hay training á, tại vì có một việc phụ bên ngoài á, thì thế mạnh của em sẽ là nói rất thế là phục khách hàng. Yes.
Nói chung là khi mà nói chuyện thì sẽ rất là hay, nhưng mà đôi khi trong mối quan hệ cuộc sống thì em bị cà nhây ấy. Kiểu em rất là thích hoạt náo, và đặc biệt là cầm ràm trong việc là em với đứa em trai không bao giờ chịu rửa chén cho em, là em cầm ràm cả ngày luôn á. Em tức đến nỗi em nói là bữa nay em lên quay phim em sẽ tố cáo nó. À, tức tới như vậy luôn á hả? Dạ. Và cuối cùng ai là người chiến thắng? Dạ em em của em chiến thắng là em nó phải nói... vô rửa chén. Dạ đúng rồi anh, nó nói một câu thôi: tiền nhà này ai trả chị hai. Được không? Vậy là cuối cùng tiền nhà là thằng em nó trả. Dạ đúng rồi ạ. Ngộ vậy, sao chị không nuôi em mà em nuôi chị? Nhà em bị ngược á chị. Văn hóa trong nhà em á là ba em nói em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nên là hai đứa em phải cưng em, nên là đâm ra em được cưng hơn. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, sự nghiệp này nọ em cho em VIP, còn em chỉ cần vui vẻ. Trời ơi, hồn nhiên quá. Chả là em tự đi lòng nhà là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và hồn nhiên thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng mong muốn kiếm một người chồng, một người bạn trai mình là cũng nuôi mình luôn cho mình hùng như vậy mãi đúng không? Không, nhưng mà trong cái kế hoạch cuộc đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà khu nhà giải chợ vậy. Tự nhiên bắt em trai nó nuôi mình mệt chết luôn, tự nhiên mới mốt mình đi nuôi chồng. Tại vì chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Trời, vậy là bé này thù rửa chén lắm nè. Chị thấy bé này vui rồi đó. Biết rửa chén không? Dạ em biết chị ạ. Biết không? Biết đúng không? Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Rồi bây giờ qua tới sao? Em nghe bên đó giới thiệu mà em ngồi bên đây ghế màu xanh mà em nghe cô gái kia em cũng cười luôn. Nói chung em rất là dễ cười. Em cảm thấy bạn rất là thú vị. Dạ hả? Rồi vậy em mình giới thiệu coi mình có những điểm thú vị gì. Biết đâu Minh cũng có những cái thú vị của mình. Dạ, okay. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Dạ. Em thì cái ưu điểm của em á, nếu mà yêu ai á thì chắc chắn em sẽ là chung thủy. Dạ. Rồi. Chung thủy không phải là thể hiện bằng lời nói. Chung thủy em nghĩ là cái bằng hành động á. Ví dụ như là em có thể là em lặt rau được, em quái rửa chén được. Cái đó là chung thủy đó hả? Dạ em giúp việc nhà được. Cái đó cũng đâu liên quan gì tới chung thủy đâu. Em làm xong việc em cũng ra ngoài em lén phép. Nhưng em không có ghen. Tính em không có ghen. Không có ghen liên quan gì tới chung thủy. Dạ. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ý, ngái dữ không? Em ngái to như trống đánh người chị. Ai nói cho em biết? Dạ, nhà chị hai của em á. Có bữa nào em đi gặp lại cho đó là điểm yếu à? Cái tiếng như dạ. Thế nào không? Dạ không. Chắc lẽ em phải đem cái tiếng lên đây em phát. Dạ không, gần từng tiếng ngái. Nhưng mà sáng dậy là thấy là dính ke lên miệng. Trời ơi. Vậy trời ơi, đang đi cô gái mà ông chắc cho tôi cái mảng dính ke lên miệng đi. Còn em nè, giờ điểm mạnh điểm yếu mình nè. Điểm mạnh của em là em biết lắp. Em biết lắp tốt. Là khi mà em viết một cái điều gì đó mà em muốn chia sẻ thì em viết rất là nhanh, theo cái cảm xúc của em không có cần phải suy nghĩ nhiều. Khuyết điểm của em là em hơi bị nhạy cảm và nóng tính. Nhạy cảm là như thế nào nhạy cảm? Nhạy cảm là dạng giống như là em rất là dễ có cảm xúc á. Em dễ buồn một cách thay đổi á, liên tục á. Anh nghĩ em là một người rất là đa tình đa cảm thì em mới có những cái mối tình gì chưa? Dạ có chứ. Nếu mà mối tình chính thức trước giờ của em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà mối tình mà kiểu giống như là đơn phương hay là không có đến với nhau mà cảm tình á, thì có khoảng hai mối tình là nó thuộc dạng là làm cho em quên rất là khó. À, đó là mối tình đơn phương thôi đúng không? Dạ không phải, có nghĩa là người ta cũng thích mình. Mình cũng thích người ta, nhưng mà tại vì em rất là nhát, chưa nghĩ rằng là mình có người yêu sẽ như thế nào á, cho nên em cứ giấu trong lòng nhưng mà em lại thể hiện với người đó là em ghét người ta. Trời đất. Kỳ vậy. Đúng là con gái nó có là không, nó không là có được ơi. Em tiếc nuối nhất là cái bạn em học năm lớp 9 nè. Cái lớp bạn đó. 9. Wow. Dạ, đúng rồi, cái bạn đó cũng là cái bạn mà em viết bài đơn côi. À, là cái bài đó để mà là cái nguồn cảm hứng của em để mà em sáng tác nhạc luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Sao em? Nghe tình trường bạn gái bển mình đây mình thấy như thế nào? Nói chung là cũng tình cảm của bạn ấy cũng có đó, nhiều khúc mắc á. Ừ. Còn em, tình yêu em có rắc rối không? Tình trường của em thì trải qua 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Rồi, bây giờ phải làm live show cho em á. Em kể là tới 18 mối tình thì một mối tình thì kéo dài bao nhiêu lâu? 18 mối tình đó toàn là đơn phương của em thôi. Em chưa nói hết. Cái gì vậy trời? Bắt đầu từ bao nhiêu tuổi? Từ học cấp 3 chị. Rồi em đếm 18 chị nghe coi. Mối 1. Lớp 10. Lớp 10. Mối 2. Mối 2 lớp 11. Rồi, mối 3. Mối 3 là 5 mối lớp 12.
Hả? Năm mới lớp 12. Lớp 12 là năm mới. Chia ra học kỳ 1, kỳ 2. Rồi. Trời, giống như là nguyên một trường. Bảy rồi đó, là 7 rồi. Dạ 7. Dạ rồi, tốt nghiệp cấp 3 nữa. Cấp 3 mấy mối? Ba học cho tốt nghiệp cấp 3 nữa, năm mới nữa. Năm mới nữa là 7 năm là 12. 12. Rồi. Rồi xong lên sinh viên hệ cao đẳng thì em học 3 năm. Thì thì cứ tiếp đó nhân lên tiếp. Rồi cái mối cuối cùng là mối nào? Mối cuối cùng mà 18 mới tình đơn phương đó là năm 2018. Là kết thúc 18 mối tình đơn phương. Dạ. Chứ mà em không có chung thủy ha. À, không phải chị ơi, tại lý do là tại chắc có thể là tại không có kiên trì ha. 18 mối tình đó đều có điểm chung là các bạn nữ rất là dịu dàng, thùy mị. Nhưng mà tại em có thể là em hay mạnh bạo tấn công dữ quá cho nên mấy bạn sợ. Sao em không chậm lại mà em cứ mạnh bạo chi vậy? Dạ thì cũng có mối tình mà 2019 thì em được một mối tình. Được một mối tình thì bạn nữ nó cũng cá tính mạnh lắm. Được. Dạ. Cá tính mạnh. Lâu em? Do em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì có gặp bạn nữ cá tính đó là tiếp viên xé vé xe buýt. Dạ. Lúc đó lên rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng giả bộ đưa vé bình thường vậy thôi. Rồi xong rồi cái cũng kết bạn Zalo để cũng trò chuyện, tìm hiểu, cũng như bắt đầu yêu nhau. Cũng em cũng dở cơm mỗi trưa. Vậy hả? Dạ. Ồ, dễ tình cảm cũng gần một năm. Nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á, thì bạn lúc đó bạn dạo em. Bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á. Tại vì lý do này nọ. Yêu nhau ngon lành mà. Qua đồng nghiệp á thì biết là bạn bị ung thư. Và em vẫn đồng hành với bạn luôn, dù bạn bệnh em vẫn đồng hành với bạn đó. Dạ. Vô bệnh viện thì cũng em cũng có chăm cùng với ba má của bạn, tại ba má của bạn cũng ở Bến Tre. Em cũng vô cùng hai bác cũng tâm cũng nuôi bạn, tại tình trạng bệnh rất là nặng, giai đoạn 3 luôn. Là bạn gái không trị được. Không trị được. Em ở bên bạn đó điều trị bệnh cho đến lúc bạn mất luôn. Đến lúc bạn mất là đưa về Bến Tre làm đám á, phụ với hai bác. Nhanh dữ vậy em? Rất là nhanh chị. Dạ. Nhưng đúng một năm. Ba tháng cuối là ba tháng phát bệnh, là có 3 tháng thôi là mất. Dạ. Chị xin chia buồn với em nha. Thôi thì mọi chuyện cũng qua, chị nghĩ là nếu như bạn gái em mà mất mà có linh thiêng cũng muốn em sẽ tìm được một cái hạnh phúc mới. Cho nên thôi bây giờ nó cũng qua rồi 2 năm rồi ha. Tự nhiên tôi nổi da gà nè, tôi thương mấy người vậy lắm, tôi khổ luôn á thiệt. Rồi thôi được rồi, qua bên đây. Sao cơn tình trường em sao em trai? Em trai ghế đỏ, tự nhiên tôi cứ bị bần thần với cả. Dạ vâng, em cũng nghe tình trường của bạn nam bên cạnh nên em cũng hơi xúc động. Xúc động ha. Rồi thầy giáo tình trường sao? Về tình trường của em thì em đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì thời học đại học ạ. Theo đuổi bạn đó 2 năm nhưng mà khi mà mình tỏ tình thì bị từ chối ạ. Sao vậy? Dạ do lúc hồi đấy em nhát lắm ạ. Em còn nhớ là cái đợt mà vào học trong trung tâm giáo dục quốc phòng ấy chị. Bạn ở một dãy, em ở một dãy. Sau đó em có đi hiến máu nhân đạo. Rồi là em có kiếm về một con gấu ạ. Nhưng mà từ hôm đấy lại hết gấu của chị ạ. Nên là em nó chỉ còn có con cá sấu thôi. Thế, dạ. Thế là em ấy cầm con cá sấu em sang phòng bạn em như là có sự giúp sức của các bạn cùng phòng tỏ tình đó. Thế là em lại hết can đảm em sang em tỏ tình thì bạn đó lại cứ hiểu nhầm ý em ạ. Bạn này con cá sấu. Dạ đúng đấy ạ. Mà em nghĩ sao đi tỏ tình em mua con cá sấu em? Yeah. Con gấu bông nó không có thì em mua con chó, con cún, con mèo. Không ấy em ra em mua đại nó không bó bông thì tự nhiên em mua con cá sấu. Dạ thưa chị là trong giáo dục quốc phòng thì mình không được ra ngoài chị ạ. Dạ. Khi mà học xong á thì ra thì bạn ấy cũng em mới biết bạn ấy quen một người học trên khóa và ở cùng quê luôn ạ. Và em nghĩ là cũng là do một phần khoảng cách giữa hai người ấy chị. Em ở Nam Định và chị còn bạn ấy này thì ở Lạng Sơn ạ. Là thất bại. Dạ. Có cái mối nào trong Sài Gòn không? Dạ có ạ. Thì cái mối đó là mối thứ ba thì khi em ra trường rồi em vào đây ạ. Em cũng có quen được một em ạ, cũng đã chia tay cách đây 2 năm. Cũng là do bất đồng nhiều quan điểm cũng như là lối sống ạ. Do công việc ấy lúc đầu em vào đây nó chưa ổn định ạ. Thì công việc của em cũng gặp rắc rối, sau đó em có em cũng là do lỗi tại em là chính ạ. Thì em cũng có sao nhãng với bạn đó. Và khi mà em công việc của em chuyển lên Hóc Môn ổn định rồi thì bạn đó lại đã có người yêu rồi. Dạ. Thấy chưa?
rút cái kinh nghiệm là phụ nữ mình phải luôn luôn quan tâm chăm sóc. Dạ. Phải thông cảm là cái lúc đó đàn ông chưa ổn định sự nghiệp nên em cũng hơi lơi là, đúng không? Dạ. Thôi không sao, bây giờ thời cơ chín mùi rồi nha. Công việc ổn định, tuổi chín mùi là bây giờ phải tập trung vô chuyên môn. Có đó. Là thầy phải sắp xếp nha thầy. Dạ đây là cơ hội luôn. Tới em Hiệp. Em gái ghế đỏ này của tôi nè. Thật ra là em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc, chả có người nào yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý, cuối cùng không có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em thôi. Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp. Này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mà bà chị này mới giới thiệu chưa có yêu ai hết á, có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt bởi bây giờ cô chưa có yêu nha. Thì bây giờ túm lại nè, có bó cái quẻ nào coi cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Nếu mà coi mà mẫu người lý tưởng thì em không có coi. Nhưng mà có rút quẻ cho vui. Sao? Thì thứ nhất là người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7. Có. Rồi, ok, tóc ngắn, có mắt có mũi có tai. Thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng vừa mới mất một mối tình. Gì? Em rút quẻ thì nó ra là người đó vừa, tức là người ta đã kết thúc mối tình nào đó rồi, nhưng mà cái tình cảm nó còn đầy lắm. Trong quẻ nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Rồi sao nữa nè? Cũng có body nhưng mà cũng hơi mập một xíu. Ê, sao tôi thấy bói hồi ra cái anh mặc áo xanh á. Anh áo xanh này đúng không? Áo xanh nữa. Không, tôi nói bói hồi tôi thấy ra giống anh ngồi mà ghế màu xanh bên đây nè. Tôi thấy vẻ giống á. Mẫu người lý tưởng của em sao cưng? Dạ thưa chị, thì mẫu người lý tưởng của em thì đơn giản lắm á. Chỉ cần người đó yêu thương mình, lắng nghe và quan tâm gia đình là được rồi. Rồi em nghe cái tiêu chí của cô ghế đỏ nãy giờ em thấy mình có hợp với tiêu chí của cổ không? Dạ em nghĩ thì khi mình đã trải qua một mối tình rồi thì cứ bảo là bỏ ra khỏi đầu nhưng mà cũng khó. Thì ít nhiều cũng có một chút rồi thì đó vương vấn. Ủa vậy là thầy còn vẫn còn vương vấn cái mối tình đó hả? Mối tình nào 1, 2, 3? Dạ em nghĩ là đó là mối tình thứ 3. Thì không phải ý của em là em vẫn còn cảm thấy là có gì đó hơi có lỗi với bạn. Dạ. Rồi giờ nếu bạn nó quay lại rồi em có ok không? Dạ bạn nó sắp cưới rồi ạ. Dạ. Vậy là trong lòng vẫn chưa dứt. À vậy cũng có thể cô kia bói. Khi mà em dứt rồi thì em mới lên đây ạ. À dứt rồi mới lên đây. Dạ. Và mẫu người lý tưởng của em như thế nào về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần dễ nhìn là được ạ. Còn chiều cao thì em cũng không cao ạ. Nên bạn chỉ cần 1m55 trở lên là được ạ. Rồi cô gái ghế xanh đi, tiêu chí sao? À. Dạ mẫu người lý tưởng của em thì thật sự trước giờ em có một cái mẫu người chung chung. Nhưng mà theo cảm nhận của em thì em thích những cái người nào mà ít nói. Em thích một cái người hành động nhiều hơn là nói. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em muốn một cái người dễ nhìn. Thật sự là em hay dễ bị cảm tình với những người có cái khuôn mặt dễ nhìn. Rồi, mời em trai. Mẫu người của em cần tìm là người như thế nào? Cái tiêu chí của em á, khi tìm bạn gái thì em nghĩ là cái ngoại hình đối với em thì cũng chiều cao tầm với em. Cao mét mấy? Em cao mét gần mét 7 à. Dạ cho em nghĩ là chọn bạn gái thì em nghĩ là tầm 55-60 được rồi. Dạ. Còn tính cách thì em nghĩ là chắc cô bé nó cũng phải cá tính giống mình. Đúng rồi, cái gu em nãy giờ em vẫn thích là cái gì nó cá tính. Em thích là cá tính, là cô bé đó là nghĩ gì nói đấy. Bây giờ mình để thêm ý kiến của người thân nha. Hello. Bên đàn trai trước nè. Dạ vâng, xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào nhà gái bên đấy đấy ạ. Em là anh trai của Phúc. Ủa? Sinh đôi hả? Dạ không, em thì không phải là sinh đôi, mà sinh đôi với Phúc đây ạ. Hôm nay thì ba anh em đến chương trình để mong muốn là tìm em dâu út đấy ạ.
Trời, bữa nay có hai anh đi theo luôn á. Em xin tự nhận xét về em trai của em. Thì thực tế thì chắc là như anh chị cũng đã thấy rồi, em trai của em thì nó hiền, hơi nhút nhát một chút, nhưng mà đổi lại được cái thì nó rất là nhiệt tình. Còn lại về hai bạn gái bên này thì thấy em nào cũng rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Cũng mong rằng là lát nữa thì có một trong hai thì sẽ về với Phúc và làm em dâu của anh. Thì anh tham quá, anh phải focus, anh chọn vô, anh chốt chứ vô, theo anh nãy giờ gì? Là anh thấy ai là phù hợp nè, xin lỗi nè, đó thông hai anh em là phải cùng chung suy nghĩ này, cùng chung nhịp đập nè, chọn giùm cho anh cho em mình một người. Em thấy hai bạn gái này cũng rất là dễ thương và đáng yêu, cười thì rất là duyên ạ. Ai về làm em dâu của em cũng đều được hết ạ. Ồ, chung luôn nguyên nhà. Nhưng chung mà vậy luôn nếu à? Nếu như là anh sẽ chọn ai? Dạ, cái này thì cũng rất là khó ạ, tại vì cái đấy thì để cho em trai em sẽ lựa chọn ạ. Như em là em chọn ai cũng dễ thương, ai cũng được. Trời ơi, ba anh em thiệt. Ai không anh sợ bị đối thừa. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người ạ. Nếu mình để cho em chọn một trong hai anh á thì chắc là sẽ là anh màu đỏ. Chắc là anh màu đỏ. À, chị em đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì theo bản thân của em thì thấy hai anh chị có rất nhiều điểm tương đồng ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đó là một cái ý kiến để cho chị em có thể tham khảo thêm. Rồi, dạ mời hai chị bên này. Em chào cả nhà. Em là bạn khá thân của Hiệp. Theo em thì cái sự sắp xếp ở các cái ghế nó cũng đã có một cái gì đó nó fix với nhau trước mà mọi người có thể thấy trước rồi. Đối với em thì em thấy cái bạn nam ghế đỏ thì nếu nên duyên thì cũng em thấy là sẽ phải chịu đựng con nhỏ bạn của em hơi bị nhiều. Tại vì một người khá là trầm tính, còn bạn em thì nó nói cả ngày. Nhưng mà còn duyên số như thế nào thì chắc là bạn có thể quyết định được. Thôi được rồi, nếu như các quân sư mà không đưa ra được một cái ý kiến gì nó chính xác để cho các thân chủ chúng tôi ngồi đây hoang mang lo lắng thêm để cho các bạn ấy tự quyết định luôn. Mình còn chờ đợi gì nữa Tường ơi? Gì nữa? Chúng ta hãy mở cửa trái tim. Wow. Sao đứng lên lớp không vậy? Thầy tới á. Thấy thầy giáo đây là đứng vào thầy liền. Chào thầy liền. Mời phát biểu cảm nghĩ đầu tiên đi các em. Nè, sao quẻ xăm sao? Em thấy anh nấu đỏ giống quẻ xăm của em đó. Anh nấu đỏ giống quẻ xăm hả? Dạ. Vậy hôm nay tôi bộ không ổn ha. Nhưng mà cũng có một cái thời gian là nãy em thử là chọn đúng ông đó luôn. Anh buộc mà. Anh em xin đôi mà. Nhưng mà anh này đẹp trai hơn phải không? Thầy đẹp trai hơn. Chỉ cần cười đẹp là em có thiệt em chưa thể say yes. Thầy cười thầy đó, thầy đó chứ. Thầy lẻn lẻn nó thiệt khổ ghê. Sao thầy? Thầy đầu tiên khi mở cửa trái tim thầy thấy sao? Dạ, em thấy là hai bạn rất là xinh đẹp ạ. Và bạn ấy áo đỏ thì rất là dễ thương. Dễ thương mà tặng quà đi thầy. Bữa nay có cá sấu không? Thì, em cảm ơn. Tặng bạn. Dạ. Thầy ơi, nay quà ai tư vấn cho thầy mua vậy? À, có ông bà già nữa nè. Dạ, chị dâu em tư vấn nè. Chị dâu em tư vấn. Em gái nó nè. Dạ, vâng ạ. Em cho thầy nắm tay cái nè. Dạ. Tay thầy quéo nãy giờ nắm cho thẳng thẳng tay ra chút. Cảm ơn nắm hả? Bên đây có phần đặc biệt nha. Đó, thấy chưa? Gái mạnh mẽ chưa? Bên đây có phần đặc biệt nha, Tường. Bên đây là có ông bà hai người, một cặp. Bên đây là một cái nấm như là một con vịt thôi. Ủa vậy hả? Có sự khác nhau thì tôi phải để ý kỹ. Đâu. Không có hai. Một con vịt thôi đi, hai con vịt. Hai con vịt, có cặp có đôi. Hai con vịt à. Vậy. Hai con vịt. Nãy tôi định đắc ông anh rồi, ông anh kỳ quá chứ. Tự nhiên hai món quà giống nhau thì ra nó có ý khác nhau. Có ý phải để ý mới biết được. Rồi sao nắm hoài luôn hả cưng? Ừ, rồi vậy luôn hả? Nè. Nắm hoài luôn hả? Cái đó mới nắm tạm thôi, rồi về phát biểu cảm nghĩ đi. Run không em? Dạ run chị. Có xa xuyến gì trong người chưa? Dạ có chứ ạ. Có hồi hộp chưa? Dạ hồi hộp hơn lúc đầu ạ. À. Rồi. Cảm xúc đây cô gái như thế nào? Cô gái viết văn và nhạc sĩ nữa nè. Cảm xúc khi mà mở cửa trái tim thì cảm giác em như thế nào? Dạ cảm thấy vui khi gặp mà hai anh ạ. Cảm thấy rất là run khi gặp mặt đối diện ạ. Mà đối diện ai rung? Đối diện ghế đỏ rung hay đối diện ghế xanh rung? Dạ cả hai ạ.
có tặng quà tặng hơ gì không? Dạ có. Có. Tặng đi. Có đi đó. Sách này là sách của em viết hay là sao? Dạ sách của em viết ạ. Wow. Cảm ơn Quỳnh Như. Chị cảm ơn. Đây cho chị coi cái cặp mắt đó là sao? Mình có thương mình. Ý nghĩa cuốn sách này là nói gì ở trọng vậy cưng? Dạ quyển sách này em viết lúc em ở Hàn Quốc ạ. Thì chủ đề mình có thương mình là ý là em thấy là khi mà mình muốn yêu thương một ai đó thì mình phải yêu thương bản thân mình trước. Tại vì đôi khi em thấy là có nhiều người á, bản thân mình bị quá nhiều sự tổn thương thì mình không biết được cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào thì mình sẽ khó mà yêu thương người khác được. Rất hay, một lập luận cũng rất là chính xác. Ấn tượng của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, ấn tượng với em thì đối với Quỳnh Như thấy cô bé này là rất là đa tài. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Còn với đối với bạn ngồi ghế đỏ, bạn ngồi ghế đỏ thì em thấy là bạn cũng rất là cởi mở khi mà cần và muốn lên chương trình để tìm một cái tình cảm. Em nghĩ là bạn cũng có nhiều nét tương đồng với em, cái sự vui vẻ cũng có cái chút gì tâm linh. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút đi. Các bạn có thể trao đổi hai chàng trai mình mạnh mẽ hơn. Hỏi trực tiếp các bạn gái, muốn hỏi cô nào cũng được. Cho anh hỏi Quỳnh Như trước ha. Dạ. Quỳnh Như có nghĩ là mình một khi đã đăng ký tham gia chương trình, tại sao Như không thể là mình thoải mái mình hơn, mình có cái sự mới mẻ gì hơn để mình có thể là rộng mở và tìm tình cảm mình nó dễ hơn không? Dạ không, thật sự là khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Có nghĩa là một cái sự thay đổi trong con người của em rất là nhiều. Tại vì trước giờ là em không có nghĩ về cái chuyện yêu đương nhiều lắm. Nhưng mà tại vì em cũng có một cái biến cố khá là lớn của em trong cái năm vừa rồi á. Khi mà em mở quán cà phê, em có một cái quán cà phê năm ngoái. Thì khi mà em mở quán cà phê thì bản thân em phải tự vận hành và tự làm rất là nhiều thứ. Và nhiều khi em còn bị lừa nữa. Cho nên là đôi khi em phải tự hỏi ngược lại mình là tại sao mình là con gái mà mình cứ phải đi bươn chải rồi cứ phải kiểu giống như rất là mạnh mẽ bên ngoài như vậy. Và mình rất là cần ai đó bảo vệ. Và những cái điều đó thì em không thể chia sẻ với ba mẹ được. Tại vì trước giờ từ nhỏ đến lớn là tất cả mọi thứ là em tự quyết định. Và em không muốn đem những cái điều mà buồn hay muộn phiền như với ba mẹ em hết. Và em muốn là thay vì là em mà phải có một cái người khác bảo vệ em. Em muốn như vậy tại vì em đã rất là mạnh mẽ trong suốt 28 năm qua rồi. Sao thầy giáo, bây giờ quay lại cái vụ mà đàn ông mà có giúp bạn gái hay giúp người yêu làm việc nhà không đó. Có hai cổ đây nè. Thầy giáo nói cái quan điểm của mình rõ ràng về cái quan điểm. Dạ, thì em nghĩ là cái đấy thì hoàn toàn làm được ạ. Vì em nghĩ là cứ ai cũng có thể làm được khi nào mà họ dỗi. Ví dụ như là chồng mà đi làm mà chưa về thì vợ hoàn toàn có thể nấu cơm bình thường. Còn vợ đi làm mà chồng về trước thì chồng cũng có thể là nấu cơm bình thường chứ không có thể là phân biệt ạ. Có nghĩa là không giao cái việc đó cho riêng ai mà hai trong nhà rảnh yêu thương nhau thì cứ san sẻ với nhau đúng không? Vâng ạ. Em nghĩ là cái công việc của em làm á thì em nghĩ là phù hợp để làm công việc nhà hơn. Thì em nghĩ là em sẽ phụ vợ mình làm việc nhà cũng như là đi giao hàng. Mình có thể là phân chia công việc hợp lý. Dạ. Sàng đúng không? Sẵn sàng. Thôi nhưng mà nói chung là yên tâm cho hai anh á, mình đã quay chương trình mày trên đây và ghép đôi thành tóc. Mà nếu trường hợp mà mình có lấy nhau là bồn giặt John tài trợ 3 năm. Thiệt. Giặt dụng 3 năm luôn. 2 trong 1. Còn ai muốn hỏi gì đối phương nữa không ạ? Em xin phép chị anh Đạt là cho em tặng quà hai bạn. Quà. Anh tặng em. Dạ, đừng cảm ơn anh ạ. Dạ. Có nói gì nhắn nhủ gì không nè? Thôi. Cảm ơn. Em nghĩ là Như, anh nghĩ là Như á, Như cần một chút gì đó phong thủy. Anh nghĩ là qua đó thì Như sẽ biết là cái tình cảm của mình á, nó có cái sự thay đổi để có tìm đúng cái người mà em cảm không biết nói là sao. Họ nhìn nhau là hiểu rồi đó. Rồi. Anh tặng em cuốn sách tại vì em rất là vui vẻ. Em vui vẻ từ cái khả năng giao tiếp cũng như là lời nói. Thì anh nghĩ là có cái sự đồng điệu với anh một chút trong đó. Thì đến với chương trình thì anh cũng đã nói rồi. Nói lý nhí nhỉ. Thì anh cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Anh thật giỏi chốt sale em luôn á. Ok, em cảm ơn anh. Dạ.
Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Ở mỗi chiếc ghế của mình á, đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu xanh và một cái nút màu đỏ. Sau 5 giây thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tay đặt vào nút. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5 4 3 2 1. Người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7. Thôi em nói đùa, thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Trong quãng nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Bấm. Nói thì sao chậm mà quý tay quý chân thì sao bấm lẹ vậy? Hả? Ở lẹ thì bấm cái gì? Quỳnh Như, xe không bấm. Dạ, tại vì thường là em ít khi nào mà có cảm xúc liền khi mà lần đầu gặp mặt á. Em nghĩ là nếu như mà muốn tìm hiểu thì mình sẽ là bạn với nhau một khoảng thời gian. Sao em, tại sao em không bấm nút? Dạ thì khoảng giữa chương trình thì em đã có sự lựa chọn của mình, tức là em cũng thích thằng Hiệp. Bạn nữ là đồng điệu về tính cách, chị về vui vẻ. Chị cảm nhận được cái dạ. đó. Nhưng mà khi mà lúc mà mở màn ra thì thấy là Hiệp có cái sự thay đổi lựa chọn của mình, là Hiệp có vẻ là thích thầy giáo hơn. Bạn thầy giáo hơn. Ừ. Dạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không có cái cơ hội nên mình không bấm. Dạ. Sao mình không cứ bấm đại màu đỏ đi? Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà bấm đại được chị. Không thì mình thích thì mình cứ bấm, còn người dạ. ta không bấm mình kệ người ta. Tất nhiên là em cũng sẽ bấm nút khi mà đúng cái con tim, cái đúng lý trí của mình. Nhưng mà khi mà thời điểm người ta không hướng về mình thì mình cũng là dạ. nó trì lại, nó phải suy nghĩ lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn hai em và mời cặp đôi của ngày hôm nay, Văn Phúc và Thanh Hiệp. Hai người nắm tay nhau và hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò. Đã có giây phút khởi đầu. Thầy, hãy bấm nút. Ông cũng chơi ngược nữa. Ta bén bên đây. Rồi sao ổng hôn qua cái má bên kia? Sao vậy cưng? Má bên đây có cái micro hôn nó không đã à? Dạ. Dạ luôn hả? Trời ơi, thầy dễ thương quá. Rồi thôi, bây giờ Tường sẽ chúc hai bạn có nhiều cái thời gian tìm hiểu nhau. Mình có tin vui thì sẽ báo cho chương trình biết nha. Là sẽ được 3 năm tặng bột giặt miễn phí Choi 2 trong 1. Và bây giờ thì các Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng cho các bạn một phần quà, đó là We Well Young Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Mời. Hey, xin mời tặng em. Rồi, tặng em. Tặng em. Đây, tặng em. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Choi. Đây. Đây, gửi tặng cho hai bạn trước nha. Đây, em cảm ơn. Đây. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm. 3 năm sử dụng bột giặt Choi miễn phí. Yeah. Em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, ga lăng, chân thành và coi trọng gia đình. Để các bạn chờ lâu nữa, mọi người đã nhìn thấy chàng trai của ngày hôm nay đã ngồi từ nãy giờ chờ đợi các Tường và đang rất là hồi hộp rồi. Chắc chắn hồi hộp lắm phải không em? Dạ, em rất là hồi hộp, mong chờ gặp bạn gái. 30 giây nữa thôi, bạn gái của em sẽ xuất hiện. Đợi chị Tường một chút xíu nha. Dạ. Được là, ê, chưa kịp nói. Rồi, ngồi vào ghế nè. Cô gái chắc cũng rất hồi hộp khi đứng chờ lâu bởi vì tay cô ấy cũng rất lạnh. Bây giờ thì hai bạn đã ngồi trong vị trí của mình rồi. Các bạn có được quyền là mở mặt nạ ra. Rồi, chị Tường chào hai bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường và mọi người. Dạ, em tên là Đỗ Xuân Vũ á. Lúc trước em có biệt hiệu là Vũ Râu ạ. Vũ Râu, có thấy râu gì đâu. Dạ, ba lên chương trình em mới cạo á chị. Ủa, nó để râu dài lắm hả? Hơi dài xíu. Dạ. Tại một năm trước à? Dạ không.
À, lúc trước bạn bè hay nói đờ râu cho nó ngầu à, vậy bắt trước. Thôi ông ơi, cạo sạch sẽ vậy đẹp trai nè, đừng có để râu, tôi cũng không thích để râu đâu. Nha. Phụ nữ như chị đâu có thấy ai thích để râu đúng không em? Không biết sao đàn ông cứ khoái để râu, để chứng tỏ mình là đàn ông. Vũ quê ở đâu và hiện tại em làm việc ở đâu? Quê em ở Phú Yên ạ. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh bất động sản ở Bình Tân ạ. Rồi mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên Thanh, sinh năm 90. Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên logistics, phụ trách về mảng xuất nhập khẩu. Quê mình ở đâu? Dạ em ở Tây Ninh ạ. Hiện tại thì em làm ở quận 2. Chưa ra Phú Yên đúng không? Dạ chưa ạ. Biết Phú Yên nằm ở đoạn nào, có đặc sản gì ngoài đó không? Hình như là có gần Đá Dĩa phải không chị? Phải không em? Dạ đúng rồi. Phú Yên có mắt cá người với lại... Cái gì? Mắt cá người á chị. Mắt cá người? Đúng không? Dạ. Mắt cá người? Dạ. Ủa sao chị chưa có nghe cái món đó vậy? Dạ. Mắt cá ngừ hay mắt cá người? Mắt cá ngừ, ngừ đại dương á chị. Trời ơi, cá ngừ. Trời, nói nghe tự nhiên thèm quá. Được rồi, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Điểm mạnh, điểm yếu của Vũ là cái gì? Biết nấu ăn, có thể chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Tất cả các môn thể thao? Dạ. Ví dụ vài môn nào mà em chơi giỏi nhất em kể coi. Dạ, đá bóng, cầu lông với lại đặc biệt là chơi bóng bàn chị. Đá bóng, cầu lông, bóng bàn, banh đũa. Dạ, không có banh đũa. Không có banh đũa. Dạ. Còn gì nữa không? Điểm yếu của em là hay bị lạc đường với lại ngủ á chị Cát Tường, là hay ngủ gáy với lại đang ngủ mà nửa đêm bật dậy hát á chị. Hả? Dạ. Rồi ví dụ giờ em đang ngủ em bật dậy em hát như là đang mộng du, chị tưởng nghe thử coi. Ngủ nhắm mắt ngủ nè. Rồi ngáy nè. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dạ. Mà nằm hát hay là ngồi dậy nhảy? Dạ, nhót là bật dậy đứng dậy sừng hát. Nhảy nhót hát luôn? Không, cứ hay bật dậy á, ngửa người lên là hát thôi à. Trời đất ơi. Dạ. Em có cái tật đó, đang cố gắng khắc phục. Cố gắng sao được, em ngủ em đâu có biết gì đâu mà khắc phục. Dạ. Ghê không em? Vì tối tối em thợ đang ngủ yên bình thì được để em ngồi dậy hát. Em sợ gì? Những con vật nằm có nhiều chân là em sợ à. Ví dụ con gì? Con rết, cả gì? Con chiếu, đặc biệt là con rắn à. Rắn đâu có chân. Sẽ đến đỉnh cao của nhiều chân là không chân cái gì. À, cha của nhiều chân là không chân. Cũng hay. Còn em? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, lạc quan. Khi mà có chuyện buồn gì thì em hay tự xách xe chạy vòng vòng hết buồn thì thôi. À, đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Em nghĩ là điểm mạnh. Vậy còn điểm yếu? Em hơi chậm ạ. Ở nhà, dưới nhà thì em là người ăn chậm nhất. Ăn xong toàn em tự dọn. Ta ăn, ta đứng dậy, ta đi làm hết trơn, ta ngủ giấc rồi em vẫn còn ngồi ăn hết đúng không? Trời ơi, rồi. Tình trường của em thì sao? Dạ, em có một mối tình khoảng 2 năm mấy. Lý do tại sao chia tay em? Gia đình bạn trai chê em nhỏ người, sợ không sinh con được. Trời ơi, nhỏ người, sinh con chứ nhỏ người mà nhiều khi sinh con bự thì có. Đúng không? Cái đó không đúng đâu. Em cao mét bao nhiêu? Dạ, 1m50. 1m50 gì đâu có gì đâu, nhỏ người. Chị thấy em rất là dễ thương, vừa vặn cân xứng, tự tin lên. Dạ. Còn em? Dạ, là em trải qua 2 mối tình. Dạ. Mối tình thứ nhất là lúc em còn học ạ. Mối tình thứ hai là chắc 2 năm. Lý do sao chia tay? Dạ, gia đình bạn gái thì có xảy ra mâu thuẫn là không cho quen nữa. Mâu thuẫn sao? Em làm gì mà em xảy ra mâu thuẫn với gia đình bạn gái? Dạ là lúc mà nhà bạn gái có chuyện buồn á, là bên em thì nói như vậy thì đợi năm sau đợi tính tiếp á, cái là bên nhà gái không chịu, cái là không cho quen nữa. Dạ, tại vì cái tập tục á. Ba mẹ là tôi cũng thương con cái hết, ta cũng sợ ngãn cái duyên con, đôi lúc có chuyện buồn nhưng người ta cũng sẽ sắp xếp để mà thiếu gì cái cách để mà người ta vẫn có thể là gả con người ta được. Thôi rút kinh nghiệm đó, chuyện người lớn thôi. Dạ. Ha. Em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, ga lăng, chân thành và coi trọng gia đình. Về ngoại hình? Em không thích người hói và bụng bự. Hói, bụng bự. Còn em nhỏ gì? Hơi tròn tròn nha. Còn gì? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng ạ. Em có lăng nhăng không? Không. Chứ không lẽ em nói có? Hồi nãy em nói là em sinh năm 90 đúng không? Dạ. Yeah. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93. 93. Bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, em có thấy có vấn đề gì không? Dạ em không vấn đề gì. Trẻ nhưng mà có chín chắn hay không? Dạ đúng. Có che chở được mình hay không, đó mới là quan trọng. Chứ tuổi tác thì không quan trọng. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Là người phụ nữ truyền thống chị, không thích làm biếng. Tại vì em siêu lắm chị.
Yeah. Em xin là em có thể làm được những việc gì trong nhà? Khi làm về lại lúc này phải tắm rửa giặt đồ xong trong là đầu tiên, là xong nó đi nấu cơm ăn. Công việc có bận cơm máy em phải làm mấy đó trước. Nhưng mà vấn đề là sau này có hỗ trợ cho vợ không? Nhiều khi mình làm cho mình thôi nhưng mình có làm cho vợ không? Dạ có. Chắc à. Bây giờ hai bạn có hình không? Có hình mình cho đối phương xem để người ta có thể phỏng đoán xem mình là như thế nào. Rồi. Dạ. Đây là tấm hình nhỏ của em ạ. Dạ. Chị dạ. Cách trước là đoán thương. Đoán đi. Em hãy cho anh chàng này ba cái gợi ý để đoán mình. Dễ thương. Dễ thương. Nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Tóc dài. Tóc dài. Còn em, thôi thôi cái hình đó em khỏi gợi ý. Trời ơi, đưa cái hình gì kỳ cục quá à. Nè, đưa hình này được nè. Cho cô ấy ba cái gợi ý về mình đi. Hình này coi cho vui thôi, hình vui đoán nè. Anh ấy là thằng nhỏ. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là cái thằng nhỏ đó, là anh đó. Rồi đó, em nhìn đi, từ thằng nhỏ nó ra tới thằng lớn. Nè. Đoán được chưa? Dạ. Đâu? Đoán đây à. Em đoán đâu? À, các bạn đã có một cái chút cảm giác về nhau rồi. Nhưng bây giờ để chứng minh xem, để xác nhận lại xem cái sự suy đoán của mình có đúng hay không, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về trái tim. Các thường sẽ mở cửa trái tim cho các bạn. 1, 2, 3. Hãy xem sự suy đoán của mình là đúng hay sai. Rồi tặng đi rồi bị phạt. Dạ anh cảm ơn quá tặng. Cảm ơn. Rồi về chỗ đi. Chưa có được tiếp cận gần như vậy đâu. Em thấy em đoán đúng hay sai? Dạ sai ạ. Sai rồi phải không? Phạt gì đây em? Búng lỗ tai ảnh nha. Búng lỗ mũi. Hát một bài đi. À hát một bài. Cái tội sai. Cổ đã đoán đúng em rồi đó. Đây đoán cái trúng bóc. Còn em đoán trật rồi. Phạt hát một bài. À, xin gửi tặng bạn nữ bài hát Tình Đồng Phương. Hát bài hát cái tựa thấy không hên rồi. Xin mời. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngơi, tiếng yêu đương sao không thành câu. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu. Dạ hay đó. Ủa sao Mộng Du hay hát lắm mà bây giờ thức hát không được. Thấy bạn gái ngại. Thôi mệt quá, nghỉ đi. Anh tặng cho em cuốn sách gì vậy? Dạ, chỉ cần yêu thôi là đủ. Ý nghĩa gì không em? Dạ, chỉ cần cổ yêu em thôi mọi thứ em lo hết được. Phải không? Từ việc nhà tới việc gia đình, việc kinh tế. Bậy à, ở đây có nhiều máy quay phim lắm nha. Thiệt không? Dạ. Chỉ cần yêu em thôi, tất cả việc nhà, việc đồ em lo hết. Dạ. Em tin nửa thôi. Dạ. Đừng có tin hết 100%. Em biết chị. Ok. Thôi bây giờ á, bạn Nam đang run rồi, chắc có lẽ cũng đang đói bụng và hồi hộp. Bây giờ là Tường sẽ mời các bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon. Tại chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau để cho nó thoải mái hơn, gần gũi hơn để bớt run nha. Dạ. Xin mời. Trước mặt hai bạn là một món ăn rất là ngon. Đây là món mì trứng ramen của nhà hàng Aori Ramen. Món ăn được làm mới mỗi ngày và được các vị đầu bếp trực tiếp cán bằng tay, cho nên sợi mì rất là dai và có độ cân bằng trên mỗi tô mì ramen. Và đặc biệt nữa là nước dùng có màu vàng đục với một cái vị rất là béo ngậy từ những chất dinh dưỡng trong xương. Xin mời hai bạn cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này. Thơm quá, tôi cũng đi ra kiếm tô mì ăn đây. Trò chuyện với nhau nha, thật là tự nhiên thoải mái nha hai bạn. Mình cỡ lên núi Ba Đen một lần. Đi xe máy. Tại vì đi hay lúc trước còn hay đi phượt á. Hay đi phượt lắm hả? Ừ. Tết vừa rồi nè. Mình có đi 800 cây số đi một mình nè, đi trên đèo á. Đi đâu á? Trải nghiệm mấy con đèo ở Đắk Lắk, Nha Trang. Tự đi một mình. Đúng rồi. Tự đi một mình. Thích nhỉ? Của bạn có hay đi phượt không? Có đi du lịch thôi chứ chưa đi phượt, chưa đi bằng xe máy bao giờ. Bạn ra Phú Yên lần nào chưa, sao biết là để gì ở ta? Có bạn ngoài đó, bạn hay rủ ra đó nhưng mà chưa đi bao giờ. Bạn ở Phú Yên mà. Bạn ở Tuy Hòa. Ở mình cũng ở Tuy Hòa đây. Bề tát số 1, Tuy Hòa. Mình với bạn ăn được mì cay không? Ăn cay dở. Ăn mặn hay ăn ngọt? Không mặn lắm, cũng không ngọt lắm. Tại vì ba mình có làm đầu bếp á, mình cũng biết nấu ăn thì cũng biết vị, nấu là như bạn thì nói vị cay thì
mình biết mình nấu cái vị cay hay vị mặn á, biết. Rồi, xin chào hai bạn. Sao, ăn thử cái món mì thấy cái hương vị như thế nào? Dạ, rất là ngon. Ngon? Dạ. Trời ơi, thơm ha, thơm thiệt là thơm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi vui vui một chút xíu. Cho nó đỡ rung, cho nó thoải mái, cho nó thân thiết hơn, được không? Dạ. Ok, dạ. Mời em. Nụ hôn đầu của anh em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Câu hỏi khó. Có gì đâu khó, trả lời thiệt đi chứ khó gì. Nụ hôn đầu ở năm 23 tuổi. 23 tuổi mới có nụ hôn đầu? 23 tuổi. Hôm đó là 14 tháng 2. Hôn ở đâu? Trong rạp chiếu phim. Mốt đi coi phim bạn này cẩn thận nha. Dạ. Trong rạp chiếu phim đó, là đè ra hôn đó. Cũng được, thành thật mà em. Em suy nghĩ sao về tình một đêm, có sẵn sàng thử không? Có thể em là người phụ nữ truyền thống cho nên là em không có cổ xí lắm cái chuyện đó. Phải có quá trình chứ, đâu có thể nào mà tình một đêm được, đúng không? Dạ. À, bây giờ là cái giờ phút rất là quan trọng. Hai bạn mỗi người sẽ có thêm một ít thời gian ngắn nữa để nói lên cái cảm xúc của mình. Còn điều gì nãy giờ mình chưa kịp chia sẻ thì bây giờ chị Tường cho mỗi bạn thêm một cơ hội nữa ha. Em gái em có muốn nói gì với chàng trai này nữa không? Em thấy bạn em cũng là một người rất vui vẻ, rất hoạt bát. Em cũng không biết là bạn có quan trọng về vấn đề tuổi tác của bạn gái hay không. Và về sự nghiệp mà nhân viên kinh doanh đó, thì nó có ổn định hay không, hay là nó bấp bênh là khi có khi không. Rồi. Em muốn nói gì với cổ nữa không? Em thấy cô gái bên kia thì rất là dễ thương mà. Nó lớn lên, mạnh mẽ lên, tôi không thích đàn ông mà rí rí ở trong miệng. Mình thấy bạn bên kia rất là dễ thương và hiền. Với những cái thắc mắc của cổ, em có lời giải đáp cho cổ không? Dạ. Nhân viên kinh doanh á thì nó bạn hiểu là nó cái lương á thì vẫn có lương đủ sống, nhưng mà khi mà mình kinh doanh được á thì rất là hơn nhiều người khác. Ví dụ có nghĩa có cái lương cố định, khi mà bán được nữa thì sẽ có rủng rỉnh hơn. Còn ít thì vẫn có cái lương cố định để đủ sống, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gì nữa? Về tuổi tác thì mình không có quan trọng cái chuyện đó. Trong lòng em cảm thấy như thế nào về đối phương? Thấy rất hợp. Có cái chút gì đó nó thích. Cái ánh mắt đầu tiên. Hy vọng sau chương trình này những nơi bạn muốn đi mình sẽ dẫn bạn đi xem. Nói gì vậy? Cắm điện thoại làm gì vậy? Dạ. Cho bạn xem những con đường mình mới đi 2-3 ngày này. Cho bạn nó xem cái này để làm gì? Cảnh đẹp à? Chi? Nó lên mạng ta coi cũng được vậy. Tự nhiên coi điện thoại em cảnh đẹp của Chi. Có cái gì ý nghĩa đặc biệt gì gửi gắm không? Em muốn cùng bạn đi cả cung đường sau này. Rồi mời em xem những cung đường mà anh ấy sẽ có thể đưa em đi nếu như em về đội của anh ấy. Coi đi em. Đừng có coi qua cái tấm hình anh ở truồng tắm mưa nha. Không có chị. Có không? Có cái hình nào bậy bạ chấm không? Không có chị. Rồi. Còn gì nữa không? Trong số cái hình này, mình áo cưới thì bạn thích cái nào nhất? Thích cái nào nhất hả? Chọn trong cái hình này, hình là màu à. Có hai hình thôi đúng không? Bốn hình. À, còn bốn hình nữa. Một cái áo cưới, một cái đuôi rất là dài. Chọn sẵn luôn rồi đó hả? Bốn bộ. Wow. Vậy là cái gu anh này là cái gu gọi là lộng lẫy, xòe ra ha. Được rồi, hy vọng rằng là bạn gái sẽ có cơ hội đi cùng chàng trai đến những nẻo đường trên đất nước, có thể mặc được một chiếc váy cưới rất là xinh xắn. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Wow. Từ giờ phút này hai bạn là chính thức tìm hiểu nhau. Nhưng mà chị Tường khuyên là bạn nam phải tự tin lên, phải mạnh mẽ lên. Có thể hôm nay gặp chị Tường hơi rung, nhưng mà mai mốt hai người là không có rung vậy nữa nha. Rồi qua mạnh dạn nắm tay bạn gái coi. Tay em hơi lạnh.
Đúng rồi, tay em hơi lạnh. Người phụ nữ tay lạnh là người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm. Đứng lên đi cưng. Hồi nãy chị dắt tay cô gái vô là thấy cô đã lạnh rồi. Rồi bây giờ nó ấm chưa? Gì mà bấu chặt dữ vậy? Trời ơi trời, cho máu huyết người ta lưu thông nữa chứ. Để cho bạn ấy bớt rung à, bớt lạnh. Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim. Thì các bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cẩn thận vào cái vụ hung nữa nha. Hung ở trong rạp phim đó nha. Đó là một không gian lãng mạn, các bạn hãy lựa chọn những nguồn phim mình yêu thích. Và ngoài ra thì Tường còn gửi tặng cho hai bạn một cái voucher giảm giá 30% tại hệ thống nhà hàng Aori Ramen. Đến đây là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể vừa ăn uống vừa hẹn hò trò chuyện với nhau. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Tính cách thì anh đấy thường có gia không gia trưởng, không cờ bạc với lại gái cũ. Còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng. Anh thích điều đó đó, chính anh đã nói điều đó mà. Dạ. À, chào em trai. Dạ em chào chị ạ. Nãy giờ đang chờ lâu vậy, cảm xúc trong người như thế nào? Dạ em cảm thấy buồn chồn. Buồn chồn, hồi hộp. Dạ. Chờ một chút xíu nữa, 30 giây nữa bạn gái của em sẽ xuất hiện nha. Dạ chị. Rồi mời em. Tiến đây là cái ghế, bạn sẽ ngồi vào ghế. Rồi khi mà hai bạn đã vào vị trí rồi thì hai bạn có quyền được mở mặt nạ ra. Rồi chào em gái, chào hai bạn. Đối phương của mình đang ngồi bên cạnh rồi ha. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, chỉ có một cánh cửa trái tim thôi. Một lát nữa trái tim mình sẽ được mở ra. Nhưng trước tiên thì hai bạn hãy tự giới thiệu về nhau, nói lớn cho đối phương có thể nghe được nha. Mời em gái. Em chào chị, em chào mẹ. Em tên là Uyên. Em hiện đang làm nhân viên văn phòng. Em vị trí của em là phân tích số liệu á, ở ngân hàng Bạn Việt. Quê em thì ở Đồng Nai, hiện em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Rồi em trai giới thiệu đi. Dạ em chào chị. Mình chào bạn bên kia. Em tên là Kim Phú Dũng, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra Bà Rịa, lớn lên Sài Gòn, hiện giờ em đang làm việc ở Long Thành, Đồng Nai. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em vui vẻ hòa đồng và em cũng biết hát chút chút. Rồi, muốn nghe hát không? Dạ có. Có. Rồi xin mời bạn. Dạ em hát một đoạn này em tặng chị với bạn bên kia. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi, anh sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Cảm nhận về giọng hát như thế nào? Dạ đó là ẩm cao hát hay. Ẩm siêu siêu rồi nha. Tôi thấy nét mặt này siêu siêu rồi nha. Từ từ bình tĩnh nha. Điểm yếu của em là gì? Dạ em thì hưởng cuối tuần á, em hay ngủ nướng, hay mơ. Mơ gì? Mộng du gì? Mộng du. Là em nói chuyện một mình. Nói một chuyện một mình? Tại em nghe ba em kể. Rồi ngồi dậy nói xong nằm xuống lại. Dạ đó hồi nhỏ, bây giờ thì em ở công ty riêng của mình thì em chưa biết. Có nghĩa là giờ phải có người ngủ chung thì mới biết được là bạn ấy có còn bị bệnh mộng du hay không. Tôi sợ là sợ. Mời bạn gái, thế em ưu điểm khuyết điểm gì? Em nói về nhược điểm của em trước nha chị. Em cũng giống bạn nam kia là cuối tuần hay ngủ nướng. Em cũng bị tính cầu thả chị. Dạ còn ưu điểm của em thì nấu ăn thì cũng tạm ổn. Với lại biết quan tâm với người xung quanh. Thường xuyên nói chuyện với bạn bè với lại quan tâm đến gia đình. Dạ. Tốt. Tình trường? Em chưa có mối tình nào hết chị. Chưa có mối tình nào hết. Hồi đi học đồ tới bây giờ luôn, đi làm luôn, không để ý ai, không ai để ý mình. Dạ có, nhưng mà em mới đi làm rồi có một năm đấy bắt đầu quan tâm đến việc trời, bây giờ đi ra đường thấy ai cũng có bồ, có đôi, có cặp hay buồn mà mình ha, tủi thân ha. Đau tim. Đau tim. Dạ. Hy vọng là hôm nay em sẽ đỡ, có thuốc trị bệnh đau tim cho em ha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, thế em trai tình trường mình sao? Dạ em trải qua hai mối tình. Dạ mối tình gần đây nhất là gần ba năm chị. Ba năm. Quen 3 năm mà chia tay, lý do? Dạ tại vì do cô ấy phản bội em. Giống như là cô ấy quen một người khác mà không nói rõ ràng với em. Đợi khi em bắt gặp. Em bắt gặp luôn? Em bắt gặp, xong rồi mới biết được điều đó. Có nghĩa là bắt gặp thì cổ mới là thú nhận, chứ còn dạ, trước đó là cổ giấu em. Dạ đúng rồi. Thôi, nói chung người ta đã không có còn chung thủy không bên mình nữa thì mình cũng không giữ với người đó làm gì. Dạ. Không có tiếc nuối làm gì ha. Dạ. Vậy thì hy vọng ngày hôm nay hai bạn sẽ có thể là một nửa của nhau. Nãy giờ chia sẻ nhiều rồi, đâu đi coi hình coi. Mình có thể đoán được đối phương không? Rồi, mời em. Đâu có hình cho ảnh đâu. Rồi đoán đi em. Xin em hãy cho bạn trai ba gợi ý để bạn ấy có thể dễ dàng nhận ra mình. Khó một chút. Ba gợi ý. Ba gợi ý. Trong những tấm hình đó em là người trẻ nhất. Trẻ nhất.
Em hay đứng ở bên ngoài. Hay đứng ở ngoài, nói vậy ta đoán trúng rồi sao? Hay đứng thôi, hay đứng hay... tắm mà chị. À rồi, hay đứng rồi. Cái gì nữa? Nói chung là tấm nào cười cũng tươi hết á. Cười tươi. Rồi, em cho cô ấy gửi tìm em nè. Em cao ráo. Cao ráo. Cao ráo. Dạ, anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Anh mặc lịch sự. Mỉm cười chị. Mỉm cười. Chết rồi. Trong tấm này anh nào cũng mặc lịch sự hết. Ừ, đó ráng đoán đi cưng. Vậy mới gọi là thần giao cách cảm. Em đoán được rồi chị. Đâu? Dạ. Em nghĩ là bên này. Đây là một. Đâu, để tôi coi. Hay quá, cầm đi em, một chút xíu mở cửa ra là em biết liền đúng hay không? Còn em? Chắc là anh này. Đâu, để coi biết. Anh nào? Anh đây. Này. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ đoán xong rồi ha. Giữ kết quả đó đi, một lát mở cửa ra coi mình bị phạt hay là mình được thưởng nha. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Mẫu người lý tưởng, em nói về ngoại hình trước nha chị. Ngoại hình thì cao hơn, cao khoảng 1m68 trở lên. Tại em cao 1m60 rồi, nhiều khi còn đi đôi guốc nữa. Có đạo Thiên Chúa, tại vì em theo đạo Thiên Chúa. Em đạo gì? Dạ, em đạo Thiên Chúa. Quá tốt rồi, chúc mừng hai bạn. Tiếp. Về tuổi, em muốn một người lớn tuổi hơn em, tại vì em đối với người thân quen ấy thì hay nhõng nhẽo nên em muốn một người trưởng thành. Thì lớn em hơn 6 tuổi được chưa? Quá được rồi. Rồi gì nữa? Về tính cách thì anh đấy đừng có gia, không gia trưởng, không cờ bạc với lại gái cũ. Còn rượu chè với lại hút thuốc thì có một điểm dừng. Ví dụ mình uống được 5 chai thì thôi mình uống 3 chai thôi, mình biết đường về nhà. Rồi em. Đối với em thì con gái lý tưởng của em biết quan tâm chia sẻ, nhưng mà hiền lành và lễ phép với người lớn. Ngoại hình, về ngoại hình. Dạ, ngoại hình thì cao tầm 1m55 trở lên thì thường chị. Rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ, là càm ràm chị. Càm ràm, nói dạ. Nhiều á, lèm bèm á. Dạ, nói một câu thì em hiểu rồi. Hoặc là về nhà nói với em á, cứ đứng trước đám đông mà cứ nói đi lại từ một từ nữa. Rồi. Với lại giả dối. Giả dối? Dạ, không chân thật đó chị. Nói vậy em tự cảm nhận là em nghĩ là em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái mong muốn của anh? Tại vì nhiều khi anh nói như vậy nhưng mà cảm xúc của anh khi nhìn em nó lại khác nhau. Em tự nhận xét của em thôi, chắc cỡ khoảng được 60% thôi. Vậy được rồi, có càm ràm không? Dạ không. Với lại ví dụ mà mình có việc gì với nhau ấy, thì mình về nhà mình nói chứ không nên nói ngoài đường. Ok. Các bạn bây giờ nôn nóng lắm rồi, không có mất thời gian lâu nữa. Tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy nhau qua cánh cửa trái tim này. 1, 2, 3. Hãy nhìn xem phỏng đoán của mình đúng hay sai. Anh đây, anh có món quà tặng cho em. Dạ, anh cảm ơn anh. Anh có thể đeo nó cho em không? Dạ, tùy anh thôi ạ. Wow. Được nào không? Nó hơi lỏng. Không sao, mình sẽ về mình bóp nó vào lại. Ê, em cũng có muốn quà tặng anh. Em tặng anh một quyển sách ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi, giờ mình thấy mình chọn đúng người không? Dạ, em chọn đúng rồi ạ. Bên đây chọn đúng đó. Em chọn sai. Em chọn sai. Em bị xin phạt lỗi. Bây giờ phạt cổ gì? Nhéo lỗ mũi, nhéo lỗ tai, búng má. Dạ thôi vậy nhéo má. Nhéo má, rồi. Dạ, xin phép anh nha, nhẹ nhàng thôi à. Trời ơi, cái gì nhéo, có thấy nhéo đâu. Dạ nhéo rồi. Nhéo mạnh vô đàng hoàng. Dạ thôi, đâu. Nựng, nãy chưa có đụng luôn á. Dạ. Nựng lại. Dạ rồi, dạ, xin phép nha. Trời ơi, nhưng mà cứ bụi vô sợ ta đau rồi. Được rồi, ngồi xuống. Rồi bây giờ thì hai bạn sẽ có một ít phút trò chuyện với nhau về quan điểm tình yêu của mình. Dạ. Và bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa. Dạ. Trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Món ăn mà ngày hôm nay các bạn được thưởng thức đó là món cơm trộn tại Aori Ramen với lòng đỏ trứng có hàm lượng vitamin rất là cao, được kết hợp, được chế biến với là cơm nóng nè và một chút thịt nữa, đem lại một mùi vị rất đặc biệt không thể nào cưỡng lại nổi của món cơm trộn. Vậy Tường nhìn là Tường còn thấy thèm và đói bụng nữa. Tường cũng đi tìm cơm trộn để ăn đây. Bây giờ hai bạn hãy trộn lên cho trứng nó hòa vào với cơm nha, trộn thật đều và thưởng thức món ăn này. Và nhớ đừng quên trò chuyện tâm sự với nhau nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn. Anh sao mà đoán được em hay vậy? Tại vì em nói với anh á là em cười rất tươi, em nói là em đứng bên ngoài bìa nên anh đoán chắc chắn hình này rồi. Em quan niệm về tình yêu như thế nào? Tình yêu đối với em thì phải chung thủy. Với lại khi mà mình ở cạnh người yêu mình á, mình không cảm thấy bị áp lực. Giống như kiểu là mình đang ở với một người thân của mình, muốn chia sẻ, có cảm xúc thì mình muốn chia sẻ, chứ mình không phải bị áp lực là ABCD, XYZ gì đó. Anh thì cũng vậy. Anh muốn được chân thật, cái gì mình nói rõ ra với nhau. Dạ, đúng rồi. Mình không giấu giếm gì hết. Dạ. Tính của em là có cái gì thì nói thẳng với nhau, đừng có giấu giếm.
với lại em làm một cái hành động gì đó anh không thích thì anh không nên nói ngoài đường, đợi ra một chỗ nào mà chỉ có hai đứa thì nói thì ok hơn. Anh thích điều đó đó, chính anh đã nói điều đó mà. Dạ. Em mời em cơm. Dạ vâng. Ủa anh làm cái gì ở Long Thành ạ? Anh làm bên bảo trì máy móc á. Anh làm việc rồi anh ở đấy luôn hả? Tại vì nhà anh thì Bà Rịa. Cuối tuần anh về anh thăm ba mẹ. Từ Long Thành chạy về đó chắc tầm 50 phút à. 50 phút hả? Thường ngày mình làm mệt thì mình ở đó tới khỏe. Dạ. Anh mời em nha. Dạ anh đi. Trong tương lai anh có dự định anh lên Sài Gòn làm việc không ạ? Trong tương lai thì anh suy nghĩ gì đó. Tại anh đang nghĩ là anh làm công ty Happy Vũ á. Công ty của chị gái của anh. Nên anh đang tập trung làm ở đó. Mình làm thì mình cố gắng mà đi lên từ từ. Chứ mình đâu có dậm chân tại chỗ. Dạ đúng rồi. Hình như anh nói anh ngon hả anh? Anh ngon thì đúng là ba mẹ và mọi người thì có nhiều người thưởng thức khác nhau. Thì nếu có dịp nào thì anh thử nấu cho em ăn, em cảm nhận như thế nào. Tại anh chưa biết được khẩu vị của em mà. Dạ. Cơm ngon không? Cơm dạ ngon chị. Mùi vị của cái món cơm trộn này như thế nào? Dạ thơm. Thơm. Anh có bị đậm đà, nó xuống cổ họng cảm thấy nó đậm đà. Béo, béo trứng, béo béo ha, ngon ha. Trò chuyện nãy giờ cũng thoải mái, vui vẻ ra ha. Bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ nhỏ. Thì Tường có một số những cái yêu cầu ha. Bây giờ các bạn sẽ bốc thăm, nếu mà ai bốc trúng cái nào thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu trong đó. Dám chơi không? Có lợi cho các bạn thôi hà, không có lợi gì cho Tường đâu. Mời bạn gái trước nè. Đọc lớn lên yêu cầu của mình. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Em suy nghĩ coi làm cái gì lãng mạn cho anh ấy nè. Em nói một câu như chị. Nói một câu. Dạ. Mà anh ấy phải thấy lãng mạn mới được nha. Đồng ý không? Cô dạ. Sẽ nói một câu lãng mạn gì đó với em. Nhìn thẳng vào mắt ảnh và nói sao cho nó lãng mạn. Em không phải là dân xử lý số liệu nên không thể xử lý trái tim anh thích em. Em không phải là dân chứng khoán nhưng mà gặp anh tim em nó loại nhịp như biểu đồ chứng khoán vậy đó. Hết rồi chị. Được không? Dạ được chị. Được á, cái này lãng mạn à, được à. Rồi bạn ấy đã đồng ý chấp nhận. Dạ. Mời em. Em lấy gặp màu đỏ. Em là tim mà cổ loạn nhịp rồi đó. Bạn sẽ làm gì khi người yêu nhõng nhẽo và làm nũng với bạn? Cổ là một cô nàng hay nhõng nhẽo. Thì khi bạn người yêu mình nhõng nhẽo thì em sẽ làm gì? Em nói với cổ đi cho cổ yên tâm coi nè. Em nhõng nhẽo à? Thôi vậy đi theo anh. Anh dẫn em đến chỗ này vui lắm. Là đi đâu? Nhưng em đi xem phim, đi ra ngoài công viên. Rồi anh có nhiều trò, anh sẽ cho em thấy những điều vui vẻ hơn. Ủa nhưng mà anh với em ở xa nhau mà ta, chỉ có cuối tuần gặp nhau thôi mà nhờ. Đúng rồi. Ví dụ nhưng... em giận thì trong, ví dụ nhóm nhéo ở trong giữa tuần thì phải làm sao? Thì chắc chắn anh cũng phải cố gắng chạy lên đó thôi. Đó, tôi làm chứng. Nhưng mà đừng nhõng nhẽo hoài nha, ta còn đi làm kiếm tiền nữa. Nhõng nhẽo hoài chết người ta luôn á. Không, lâu lâu thôi chị, tùy thời điểm nó chứ không phải lúc nào cũng lâu lâu chị. Cái gió trở trời đúng không? Rồi được. Bây giờ hai bạn sẽ có một cơ hội nữa để nói cho đối phương nghe thật sự cảm xúc hiện tại của mình bây giờ như thế nào. Mình mong muốn điều gì, mình giống như là tỏ tình hay là mình thể hiện cho cô ấy biết, cho chàng trai này biết để chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn. Vậy em hát một câu thôi. Tôi giác. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chính là em. Dạ. Mời em. Hy vọng tương lai có thể cùng anh đi trên con đường. Thì con đường đó là chỉ có hai chúng ta đúng không? Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Một ít thời gian thôi nhưng tôi nghĩ là cũng đủ để cho hai bạn cảm nhận về nhau. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta chấp nhận, tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn ha. Không phải bấm nút này chỉ để làm bạn. Bấm nút này là trở thành người yêu của nhau. Thật là nghiêm túc. Nếu chúng ta cảm thấy trái tim ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. Đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. 1 2 3 Rất nhanh nhẹn và rất là cùng một nhịp. Hai nửa trái tim đã đỏ đèn lên rồi. Mời em qua đứng gần bạn gái của mình. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm giác của bạn nữ bây giờ như thế nào? Tim đập loạn nhịp. Bạn trai? Dạ, rung động muốn ra ngoài nữa.
Chị Tường hy vọng là với cái nhịp cầu ngày hôm nay mà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa đã dành tặng cho hai bạn, thì đó là một cái bước đệm rất là vững chắc để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Hy vọng rằng một ngày nào đó đúng như điều mong muốn của em là hai bạn sẽ cùng đi trên một con đường. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ thì chị Tường sẽ thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn vé xem phim. Hai bạn có thể đến xem phim tại cùng rạp Citybox 212 Lý Chính Thắng với những bộ phim rất là hay. Ngoài ra các bạn còn được tặng một cái voucher giảm giá 30% khi đến ăn uống tại chuỗi nhà hàng Aori Ramen. Ở Aori Ramen là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể hẹn hò ăn uống với nhau, rồi có thể là nơi tụ tập bạn bè hoặc là dẫn gia đình mình đến để mà vui chơi ăn uống ở trong này. Rồi chúc mừng hai bạn. Các Tường xin phép được tạm dừng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa tại đây. Và quý vị nhớ đón xem vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và mọi người ơi, đừng có quên nhấn subscribe khi theo dõi nha quý vị nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.